Vâng, và test luôn để các bác cùng nghe chất âm của con rề Lukman A505. Tiếng trép cực kỳ tơi, mời các bác cùng nghe luôn nha. Thì đặc biệt em này thì chạy 8 bóng rề lận nên là có chỉnh bass chép này, hai đầy đủ hết, volume này, là những cái cổng tiếng hero vào này. Đấy, em đang kém AUX nha. Khi bật lên thì nó chuyển màu đỏ và khi nhảy rally khoảng 10 giây là nó sẽ chuyển qua màu vàng như thế này. Rồi khi đó các bác bật volume lên. Vì sao Đấy, các bạn thấy nghi tiếng chép tiếng rất là nét luôn nha. vì tình yêu như nụ hoa Chép này, chỉ nở bát một này, lần thôi, chỉ đẹp một quạnh chép này nha các bạn. Hai tiếng chép thôi. rất là hay, Rồi một ngày mai giữa muôn hoa tiếng bát sâu. người về với thương nhớ cho câu hát nên thơ người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương Em nó nổi tiếng là nhờ chất âm rất là hay. Các bác ghi một tí các bác đủ biết rồi, thì sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết. Nếu các bác là mình chưa xem video chi tiết con này thì alo cho em nha. Giá nó là 15 triệu bao gồm phí ship, chuyện không đủ thì em bớt 200 ngàn.